À vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay là cái máy của Redmi đó, 5 Pro ha. Thì đây là chúng ta sẽ nhìn thấy là cái màn hình mà khi mà thay thì ở đây là mình đã gắn vào rồi và test là kiểm tra coi như là màn hình, coi như là mọi thứ, ví dụ về cảm ứng, rê, rồi mọi chức năng ở đây là khá là tốt và khá là ổn định. Bây giờ cái phần thứ nhất là cái trên clip đó là mình cứ đưa ra là hướng dẫn về cách tháo đó, về Redmi như thế này. Đây là phần này là chúng ta sẽ đưa ra là ráp lại. Ráp lại đầu tiên các bạn phải test cho thật kỹ. Đó là mình đã test hết rồi. Rồi, bây giờ tiếp theo nữa là mình sẽ tắt máy và coi như là ráp lại màn hình ha. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nè. Khi chúng ta tắt máy chúng ta phải rút cái nguồn điện về pin. Này nha. Trên đây pin đây. Rồi, cái thứ hai nữa. Ở đây là về socket về màn hình. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tháo màn hình ra. Đó, đây là dòng Redmi 5 Pro. Mình sẽ để qua một bên. Được chưa? Trên đây. Thì đây là trên về toàn bộ nè, nắp nè, sườn nè, màn hình nè và main board nè, khung sườn phía trong và pin nè. Đây là chân sạc nè và cáp nè, cáp chân sạc xuống chuyển xuống dưới nè. Đó, bây giờ mình sẽ ráp lại nha. Đó, mời các bạn cùng xem. Bây giờ mình sẽ để qua đây một bên nè. Để lên đây nè. Và đối với khung sườn màn hình mình cũng sẽ để qua một bên luôn. Đó, thì trên khung sườn thì các bạn, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, chúng ta sẽ làm sao là sạch hết tất cả những cái bụi trên đây và keo đó trên đây ha. Điều kiện là khi chúng ta ráp vào màn hình chúng ta phải test thật kỹ đi rồi chúng ta mới ráp, chứ không là dễ bị lỗi lắm các bạn. Khi chưa test mà ổn định hết rồi các bạn ráp vào thì xác suất lỗi rất là thấp. Rồi bây giờ trên đây nè, các bạn nhìn thấy về màn hình nè, các bạn sẽ có cái keo gọi là keo OCA nha. Đây là keo này á, là keo dính về hai mặt và có độ dẻo rất là cao, và lúc đó là để lên màn hình rất là êm. Thì cái đó là mình sẽ dùng bằng cái keo OCA này dán dưới bụng của màn hình để cho chắc lại. Đây thưa các bạn nhìn thấy đây là một cái lớp keo OCA nằm dưới đây, mình sẽ tách ra rồi nè. Được chưa? Đó, bây giờ mình sẽ dán ở đây. Đó, dán dưới bụng nè, thấy không? Đó là keo thứ nhất. Keo thứ hai nữa các bạn sẽ nhìn thấy là mình sẽ lấy ra, bóc ra, và bây giờ mình sẽ dán ở đây. Đó là dưới bụng nè. Rồi, về dưới bụng như thế này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta để cho keo thì các bạn sẽ lọc lên cho lớp OCA nằm phía dưới thôi. Đây ha, đây một lớp. Thì thông thường như là những anh em đang xài á, thì có những bạn là xài keo OCA này nằm dưới bụng như thế này, rồi có những bạn không xài. Tại sao mình phải đưa ra keo như thế này? Thực sự là các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ giữ lại cái màn hình lại, và màn hình của chúng ta sẽ không bị lật lên nếu như mà keo dẻo này nó sẽ bị mất đi ha. Bây giờ mình sẽ cho một lớp keo dẻo nữa. Keo dẻo đây chúng ta cũng không được cho dưới bụng màn hình các bạn, nó sẽ cấn màn hình và nó đưa ra trường hợp là trắng màn hình, không nên. Đó, đây là mình sẽ chạy về toàn bộ trên đây trên viền màn hình để mà các bạn cùng xem. Chỗ này màn hình đang bị mót nè. Đây là vấn đề về keo nè, mình sẽ gắn vô được rồi. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, chúng ta keo chúng ta chạy hết một vòng như thế này, đúng chưa? Có keo dẻo đây, có keo đây. Đó, bây giờ đây là có một cái màn loa nè, khá là mỏng và khá là nhỏ. Chúng ta đặt lên đây thì để cho cái màn hình của mình nó sẽ đẹp hơn và sẽ là chuẩn hơn nha. Đây là mình sẽ đặt vào đây, được chưa? Và lúc này là mình sẽ chích một chiếc keo cho nó xíu cái chỗ bình bình lại của màn loa lại. Rồi, sau khi mà chúng ta đã làm hoàn tất rồi, các bạn sẽ nhìn thấy là cái màn hình của chúng ta. Đó, thì đây là các bạn sẽ có về như là chúng ta tháo cái keo dưới sợi cáp. Được chưa? Sợi cáp đây. Và các bạn lưu ý, trên cái màn hình thì các bạn sẽ nhìn thấy là trên lớp keo đây, chúng ta lột siêu.
đây là mình sẽ lột siêu về phía dưới đó, để tránh trường hợp về như là keo đọt lên nhiều hay gì đó nha, vì một lý do nào đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, mình sẽ mở ra nè, đây nha, đang cầm cục pin, mình sẽ tách ra á. Chúng ta sẽ lòn về cái màn hình vô, các màn hình, nên phần này làm nhìn thấy đơn giản nhưng mà hết sức phức tạp các bạn. Đây ha, và đây mình để cái chỗ vị trí về gì đây, màn camera đặt đúng vị trí, và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ đặt từ trên đặt xuống dưới, và cổ cáp màn hình cũng vậy, như thế này chúng ta lật ngược lên đó. Đây là mình sẽ kéo ngược lại nè, đây, và hiện tại là mình sẽ gắn vào cáp đây, khúc này là hơi bị căng thẳng nha các bạn đó, nếu chúng ta để vào cục pin nó hơi dùng một cái thì cũng không được. Đây 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 ở đây, à, đây là thưa các bạn, bây giờ trên màn hình là mình sẽ định vị được rồi, được chưa? Thì lúc này là trên về trên đây là mình sẽ định vị lại cái màn hình lại cho chắc lại trước, và phía dưới đáy cũng vậy luôn. Đây dạ rồi, ở đây là màn hình, đây là mình sẽ định vị lại luôn các bạn, định vị lại nha. Thì ở đây là chúng ta nhìn thấy là đó, máy như này xong rồi, bây giờ chúng ta ráp này vô nè, thấy chưa, cáp màn hình chúng ta gắn vào và cáp về pin nè, sau kết về pin đây là mình sẽ ghim vào nè, đó, đây là chúng ta sẽ dán siêu lại. Rồi cơ bản là mình đã ráp lại cái màn hình được rồi, bây giờ mình sẽ đưa vào cái khung, thì trước khi đưa vào khung thì mình sẽ bật lên lại để mời các bạn cùng xem trên đây ha. Đây là mình đã bật lên nè, đó, chúng ta kiểm tra sơ bộ là coi như là màn hình đã ổn định chưa, có chạy được hay chưa. Nếu như mà đã ổn định rồi thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta tiến hành là gắn cáp đằng sau, và chúng ta gắn về ốc để khung sườn đó. Đây trên đây các bạn nhìn thấy rồi, lát nữa mình sẽ test và kiểm tra trên đây ha. Đó đây mật khẩu của máy, máy này đang hơi mật khẩu 671187. Đó là chúng ta test về gõ nè, thấy chưa? Thì đây là chúng ta sẽ test về toàn bộ về tính năng ở trên đây cho chạy được ok hay không, thấy chưa? Rồi sau khi đây là test, lát nữa kiểm tra mình bỏ qua bước này ha, chúng ta kiểm tra kỹ trên đây. Rồi bây giờ đây là trên cái máy mà mình đã test cái là toàn bộ về như là rất là tốt rồi, đó rất là ổn định rồi. Bây giờ mình sẽ tắt máy đi ha. Đó thì trên tách máy như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy là để mình ráp lại cái khung sườn lại với nhau, khung sườn lại đây. Bây giờ mình phải tháo ra, các bạn sẽ nhìn thấy ha, ráp lại, tháo ra, rồi tháo về pin ra như thế này. Rồi thì trước khi tháo thì mình tháo về socket về của pin ra, các bạn nhìn thấy đây là cáp về cái chân sạc, đó chân sạc mình mới tháo ra luôn nè, gắn vào nha. Đó đây nữa, rồi cáp trên sạc ở đây mình sẽ định vị lại. Rồi bây giờ là đây là mình sẽ gắn về cái vân tay lại nè, đó vân tay thì chúng ta chỉ việc đặt thôi mà chúng ta gắn vô vậy xong. Socket về pin đây là mình sẽ gắn lại luôn đó, các bạn sẽ kiểm tra toàn bộ đây là có thiếu gì không, thấy chưa? Đây là hai cái cáp của sóc nguồn, thì lát nữa mình sẽ gắn cái nắp lên là coi như đã xong. Thì giờ cơ bản là mình đã được rồi, mình sẽ gắn lại cái gì đây, ở đây là về như là cục cáp về camera đó, ghim lại ha, đặt cho đúng. Đây là mình sẽ đặt vào nè, cái này là vỏ nhựa thôi các bạn, nên thực sự là cũng khá là dễ, chúng ta không có gì bị bàn đó. Nếu mà kỹ hơn á và dễ hơn á thì tốt nhất là mình hay để ra ngược lại và nằm bên phía về socket chân sạc, luôn luôn mình để về phía bên chân sạc thì nó dễ hơn rất là nhiều, tùy theo đời máy hầu như thế nha. Rồi các bạn sẽ ráp lại. Đây bây giờ là chúng ta sẽ gắn về ốc lại, sau khi mà những cái viền sườn này nè, các bạn nhìn thấy là chúng ta gắn vào coi nó khít chưa, nếu chưa khít là các bạn sẽ nhìn thấy là vừa trên sườn cứng và trên cái vỏ chúng ta nhấn thật mạnh là
thì sẽ không sao, chúng ta không được bóp trên màn hình nha, nó sẽ bể đó. Rồi bây giờ mình sẽ ráp ốc lại ở đây. Ốc thì chúng ta sẽ gắn nè, một con nè, hai con nè, ba con nè, bốn con nè. Đây là sẽ định vị về tất cả các chân sạc, hai chân sạc nè, chúng ta sẽ gắn lại. Nó để đây cho tính này. Để chứ bên này. Đây là bắt kẻ rồi. Đó, chúng ta ráp vào ha. Toàn bộ ốc ở đây. Đây. Rồi, bây giờ đây là chúng ta sẽ vô keo nè. Đó, keo nắp lưng sau, sau khi chúng ta đã dán hết ốc rồi đúng không? Các bạn sẽ keo keo xung quanh cái máy Redmi như thế này để cho máy nó cứng lên. Được chưa? Đây là chúng ta sẽ vô lại ha. Xung quanh camera thì mình cũng dán keo ít keo vào đây. Các bạn lưu ý chúng ta cho ít keo đây. Được chưa? Đó. Rồi. Đây là máy mình đã ráp xong. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ đặt nắp vào. Lưu ý ha. Đó. Đây là Redmi 5 Pro ha. Sim. Cái sim lát nữa các bạn sẽ test về khâu gọi nghe trên đây. Rồi. Máy là coi như là đã xong. Và bây giờ mình sẽ buộc lại băng keo. Buộc lại dây thun lại. Rồi bây giờ đây. Đây là mình sẽ gắn vào đây. Rồi trên clip là coi như là mình đã hoàn tất nha. Về ráp về màn hình. Clip mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Các bạn vui lòng là coi như là giúp ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Đây địa chỉ của mình đây, 109 Nguyễn Thế Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. Mọi thông tin chúng ta có thể liên hệ từ đây. Xin trân trọng cảm ơn các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.